nhau cho đến hết kiếp này. Hay quá, tình cảm quá. Dẫu miếng đời nhiều lời dối gian, ta vẫn mặc kệ thôi. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù nghèo khó không nỡ bỏ rời nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chữ tình, vẫn một lòng mình là anh em, muôn kiếp là anh em. Quay màn hình. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em, đừng vì lời dài mà để đánh mất hai từ anh em. Bài ý nghĩa nhỉ? Ý nghĩa. Bài này đấy, có cái màn hình á. Bài ý nghĩa đấy. Nghe tình cảm. Chơi với nhau thì nó chỉ cần thế đâu mọi người, tình cảm. Thiên không bao giờ giữ hình ảnh, thế thì sống đúng thôi. Cảm ơn Vân Anh nhá. Dẫu miệng đời nhiều lời dối gian, ta vẫn mặc kệ thôi. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh. Vẫn giữ nguyên chữ tình, vẫn một lòng mình là anh em, muôn kiếp là anh em. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa. Và mỗi khi nào người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em, đừng vì lời dài mà để đánh mất hai từ anh em. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa. Và mỗi khi nào người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em, đừng vì lời dài mà để đánh mất hai từ. Gì hát thì đúng rồi. Rồi. Cái bài này ý nghĩa em ạ. Ý nghĩa. Cái bài này ý nghĩa tình cảm. Lúc vui buồn hoạn nạn có nhau, cùng cố gắng sẻ chia. Tình cảm. Dù nghèo khó không bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chữ tình. Đấy, đúng không? Mọi người thấy Thiên hát cái bài hát về anh em, đó là những bài hát mà Thiên sáng tác. Và cũng không phải tự nhiên mà Thiên sáng tác ra nó, mà không phải là Thiên sáng tác ra nó mà Thiên hát một nằm như Thiên làm một nẻo. Mà mình là nói có sách mách có chứng, mình là người thật việc thật. Mình sống với anh em như thế nào thì bài hát nó như vậy. Và mình hát như thế nào thì ở ngoài đời đó, mình cũng sẽ sống với anh em nó như thế.